Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ. Kính mời tất cả Phật tử cùng Tam Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Sa Ma Sa Bố Tha. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Sa Mma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Sa Mma Sambuddha Sa Brahma Cha Lo Ka Thi Pa Ti Sa Ham Pa Ti Ka Tăng Cha Li Ân Thi Hoa Răng A Ya Cha Tha Sa ti tha sa ta ba cha cha ca cha ti ca đề se tu tham măng a lu kham bi măng ba châm sa tham ma pe rim vi na chan cha ca yang su tăng cha ban đăng a pi tham ma cha măng A cô ta dân tô cha tâu sanh cha đăng đăng ba bố tha này về bà đi xa ya ma chê e vâng sa hâm ba ti brahma ba ga quân tăng a ya cha tha tùng hi phá quê na tâm vô thô ca nu nê ya ni hoa ya cha ya tăng á vua tha gia ba đề na mi ga la yam ta tô ga tô ban cha wa gia đa vô nay ye a măng ba ye si tham ma tôn ta tô ba phu ti tham vua tô a nu na tham ma đề sa năng ma ga wa sa ni de se si sa ta năng a cha ti tham khang te na sa tu a yo ban te de se tu tham ma de sa năng ba ya vi ya ba re sa yang a nu kham ba bi wa ta quên chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lo mọc đặng nhờ ánh sáng tổ hoa lành rải tán bụi hương pháp màu ánh sáng phi trường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhậm vương long giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử con thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi chôn ni tôi mê cầu đừng thi thi vang toàn và nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá con kính đảnh lễ đức Phật tính lời chúc đầu năm của con đến nhà đại đức là kính mong mà đại đức sức khỏe dồi dào để dìu dắt cho chúng con trên đường đạo pháp. Con cũng không biết chút gì chỉ chút như vậy thôi. Con xin nhường biết lại cho đại đức ạ. Sa thủ lành thay,
Đúng rồi, Phật tử đang đặt đây. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trung đường. Kính chào Phật tử Vạn Lâm, Phật tử Thi Lâm, Phật tử Sương Mai, Phật tử Tâm Hạnh, Phật tử An Minh, Phật tử An Lạc, Phật tử Trung Khoan, Phật tử Hiển Mộng. Kính chào Phật tử Lạc Lê, Nghe Pháp, Người Phương Nam, Sương Võ. Và kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là mùng 2 tháng Giêng năm Canh Tý, tức là nhằm chủ nhật 26 tháng 1 năm 2012. Thay mặt chư tăng, chúng tôi chúc quý vị, chúc quý ngài quý vị có một cái năm mới sức khỏe, niềm tin được kiên cố và dũng mãnh trong sự tu tập, và sớm chứng đạt những cái sở nguyện gì mà quý ngài quý vị đang mong đợi, đang mong muốn. Xin mau xin cho những cái ý nguyện đó sẽ thành tựu kịp thời đến quý vị. Bây giờ thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về thập phiền não, hay là 10 cái sự. Xin lỗi quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về 10 cái sợi dây trói buộc. Kỳ trước chúng ta cũng học 10 sợi dây trói buộc, nhưng mà chúng ta chỉ mới có học được đến đến cái gì ta? Đến hoài nghi trói buộc. Chúng ta mới có học đến hoài nghi trói buộc thôi. Thân kiến hoài nghi. Không biết sao từ cái lúc sau này chúng tôi thức giảng một chi phần như vậy, một chi pháp như đó, nó dài cho quý vị nghe. Không biết quý vị nghe quý vị có chán không? Chứ chúng tôi thì chúng tôi nghĩ mình học như vậy á, nó coi như là mình thủng thẳng mình học, chứ nó cũng có gì gấp. Thành ra đó, nếu mà mình đi nhanh qua cũng được, những cái nào mình cần đi nhanh qua, còn những cái phần nào đó, mình chia sẻ mình đi chậm từ từ. Chúng tôi nghĩ chính bản thân của chúng tôi cũng hoan hỷ, và cũng mong quý vị nghe, quý vị hoan hỷ sẽ được mình nhớ nó lâu hơn, cũng như rất là hoan hỷ khi mà nhắc đến 10 cái sợi dây trói buộc này. Thì Phật tử Thái Minh đã đưa lên liền, đưa lên liền thì rất là hoan hỷ. Vậy thì bây giờ để bắt đầu cho phần giới cấm sai lạc, hay là giới cấm trói buộc đó, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tâm bảo một cách tôn tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavatam abhivadami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibbano bhagavato savaka sangho sanghaṃ nammāmi lokassanatthaṃ paramuttamāhaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca bhagavānāmi sanghaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Quanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này với quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thanh tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, giới cấm trói buộc, giới cấm trói buộc hay là giới cấm truyền, chúng ta muốn kêu theo cái nghĩa nào cũng được,
Nhưng mà chúng ta nhớ cái Pali, cái trong cái chữ Pali Silabbata Sanyojana, chúng ta nắm cái gốc của Pali đó thì chúng ta sẽ không có bị nhầm lẫn, chúng ta không bị nhầm lẫn vì chúng ta có cái gốc của Pali, thì bất cứ là ai người ta dịch theo cái nghĩa nào mình cũng hiểu được. Vì ví dụ như truyền hay là kiết sử hay là thần khúc hay là dây cối buộc vân vân, cứ sân vô chán á, sân vô chán á là ok, là coi như là chúng ta hiểu cái ý nghĩa đó. Thành ra mình muốn dùng theo cái danh từ nào cũng được. Vậy thì cái giới cấm trói buộc này hay là nói cho rõ là cái giới cấm sai lạc, là cái những cái hình thức, những cái nghi thức nào mà nó làm cho không có liên quan đến cái sự giác ngộ, nó không có liên quan đến cái sự giác ngộ, thì chúng ta mà thực hành theo những cái sở hành đó là coi như là chúng ta bước vào cái giới cấm trói buộc, hoặc là chúng ta bị cái giới cấm sai lạc đó. Thì bây giờ quý vị thấy rằng thí dụ như chúng ta muốn hành thiền, chúng ta muốn hành thiền, vậy thì hỏi rằng bây giờ trước khi mình hành thiền có những người ta làm cái nghi thức này nghi thức kia, thì cái đó nó có thuộc về cái giới cấm sai lạc không? Thì nếu mà người ta làm nghi thức này nghi thức kia mà nó không có liên quan đến cái sự tu tập của mình thì coi như là nó bị rơi vào cái giới cấm rồi, giới cấm sai lạc rồi. Còn người ta hỏi vậy thì mấy vị thiền sinh ở bên Phật giáo á, trước khi mà người ta hành thiền á, mà người ta có tụng niệm như vậy đó là phải bước vào cái phần giới cấm không? Chúng tôi nói chưa chắc, chưa chắc. Nếu mà đối với bản thân những cái vị thiền sinh nào, những cái vị hành giả nào trước khi hành thiền, thí dụ như mình Nam Mô Ta Sa, hoặc là Bút Thăng Xá Ra Năng, hoặc là chúng ta tụng về ân đức Tam Bảo, thì chúng tôi nói những cái điều đó nó không phải là cái giới cấm, nó không phải là những cái tập tục, mà là tại sao phải những vị, tại vì cái vị đó khi mà lễ bái Tam Bảo để chi, để làm cái tâm mình có cái chỗ nương tựa, mình nương tựa vào Tam Bảo, hoặc là mình nương tựa vào Đức Phật, giáo pháp mình chứng tăng đó, thì những cái điều đó nó không phải là cái giới cấm sai lạc. Trừ khi nào mà mình đặt nặng về hình thức quá, mình đặt nặng về hình thức quá đó, thì coi như là lúc đó nó mới thuộc về cái giới cấm đó. Quý vị biết đó, nhiều khi á chúng tôi rất là thích trước khi vào một cái thời thiền tập mình tụng đọc ân đức Tam Bảo tóm tắt xong rồi, chúng tôi thích nhất là cái bài kệ cuối cùng, câu Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật trước khi mà đi vào cái thời thiền tập đó. Có nghĩa là trước khi mà mình hành thiền á, chúng tôi rất là thích cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy cho: ở này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi, hữu hình hoại tiêu, Như Lai căn dặn một điều, ráng lo giải thoát, chớ nhiều dễ vui. Thì chúng tôi rất là thích đọc cái bài kệ đó. Khi mà đọc lên cái bài kệ đó, nhắc nhở cho chúng ta ráng chúng ta tu tập, các pháp hữu vi là vô thường, chứ đừng có dễ vui. Đó thì khi mà đọc những cái đó, người ta nói là bị quái niệm, chứ chúng tôi nghĩ thật sự ra chúng tôi nghĩ không có, không phải là cái quái niệm quý vị, không phải là những cái điều đó nó không phải là làm cho mình quái niệm đâu, mà nó làm cho cái tâm của chúng ta an trú chắc ở trong cái đề mục mình tu, hoặc là làm cho cái tâm để mà mình có một cái chỗ mình nương tựa. Nương tựa ở đây không phải là ỷ lại,
mà mình nương tựa, mình biết rằng hành theo cái lời của Đức Phật dạy, đúng theo như vậy nè, là đạt đến cái sự giải thoát, giác ngộ thôi. Đó, thì mình có niềm tin vững chắc ở trong cái điều này. Thành ra đó, những cái điều đó, đó không phải là cái giới cấm sai lạc. Chừng nào mà mình đi theo những cái nghi thức, những cái nghi thức thí dụ như là cúng bái đó, những cái điều mà quý vị thấy rằng thí dụ như giờ đó, có một thời gian đó, người ta thích đi một bước lại một bước, hoặc là đi ba bước lại một lại, hoặc là đi ba bước lại ba lại, có thế giới hòa bình, cầu cho thế giới hòa bình. Nếu mà cái thế giới này á, mà được hòa bình á, mà do cái nghi thức đó đó, chúng tôi bảo đảm tất cả mọi người đều làm được, tất cả mọi người đều làm được. Bây giờ á, quý vị ở trong cái lớp học này nè, quý vị có thể quý vị đi một bước quý vị lại lại được không? Được. Trời ơi, kêu mà mình á, mà trí tuệ có phát sanh để mà đoạn trừ phiền não chưa thì khó, chưa được. Hoặc là mình tu tập mà mình có được cái ấn chứng, hoặc là có được cái trạng thái của tâm từ chưa, nó khó. Cái điều đó nó khó quý vị. Còn cái điều mà mình đi một bước á, mình lại một lại á, cái điều đó nó dễ làm. Tất cả chúng ta bây giờ á, bây giờ tất cả mọi người ở trong lớp này nè, đó, nếu mà thật sự làm được cái điều đó mà thế giới này hòa bình á, thật sự ra mình làm được hết. Mình đi một bước lại cái điều đó nó không có khó. Cái điều nó không khó. Cái điều nào khó quý vị? Người ta phỉ báng mình không phỉ báng lại. Bây giờ ở trong lớp học nè, bây giờ thí dụ như mà người ta bạn đạo với nhau, người này nói người kia, mà mình nhận thức người đó nói đúng hay là người đó nói sai hay nói đúng gì, mình cũng im lặng mà mình không có đi theo những cái lời nói sai đó, thì cái đó nó là khó nha quý vị. Thật sự rất là khó. Quý vị biết rằng có nhiều người á, người ta nói rằng cái điều đó nó dễ, thật sự ra không có gì. Nếu mà đối với những người mà mình thương á, đối với những người mà mình thương, ví dụ như mình thích, mình thương người ta có nói nặng nhẹ gì mình cũng cười. Tại vì cái người đó mình thích, mình quan hỷ với người ta, quý vị. Còn nếu mà đối với những người mà người ta mình mà không thích người ta coi, hoặc người ta không thích mình coi, mình chỉ cần mà sự va chạm nhẹ thôi, thí dụ như người ta nói mình cái điều gì đó nó không phải thôi, là coi như là mình sân, mình phân phân hết rồi. Thì mình tu tập đó, mà khi mà những cái lời vĩ bán đó đó, những cái lời vĩ bán đó đó mà không có mà mình không có giận á, mình không có buồn á, thì là coi như là không có buồn á, thì như vậy á thì mới khó làm quý vị. Đó, quý vị biết đó, thật sự ra đó, quý vị biết thật sự ra có nhiều lúc á, đối với cái sự thuyết giảng ở trên ban thót á, có đôi lúc á, chúng tôi rất là buồn quý vị. Đôi lúc chúng tôi rất là buồn. Quý vị biết buồn gì không? Có những người mà người ta từng tu tập chung với mình, hoặc là từng sống một cái đời sống tu sĩ như vậy, mà quý vị biết người ta đi tung tin ra cho mọi người ở Việt Nam, mà những người nào mà không có lên ban thót quý vị, người ta đi tung tin, người ta nói ông sư Pháp Tính ổng thuyết pháp ở trên ban thót, ổng quen rất là nhiều mấy Phật tử, thành ra một tháng người ta gỡ cho ổng 3-4 ngàn đô. Quý vị biết không? Khi mà mình nghe cái lời nói đó đó, thì mình tưởng là cái lời nói đó là lời nói chơi, hoặc là mình tưởng cái lời nói đó là nó không có ảnh hưởng gì nhiều, không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà quý vị biết không, sau này khi mà chúng tôi tìm hiểu ra thì chúng tôi mới biết rằng là
Những người đó người ta nói như vậy đó, thì bây giờ người ta đi người ta gặp những cái người Phật tử, ví dụ như là không có lên trên Minh Thoát, không có lên mạng, đâu có biết cái gì đâu. Thì giờ mình nói cho 10 người nghe, 20 người nghe, 30 người nghe, thì trong đó cũng có 5-6 người người ta tin mình. Người ta tin mình thì người ta không có cúng ông nữa. Người ta nghĩ là có Phật tử hải ngoại rồi, Phật tử hải ngoại người ta cúng tháng 3-4 ngàn đô là nhiều rồi. Người ta nói thôi, trời ơi con nghe người ta nói sư vậy đó, thành ra giờ kiếm mấy chùa nào nghèo nghèo, mấy sư nào nghèo nghèo con cúng nghe mấy vị nói vậy đó. Thì thật sự ra quý vị biết không, đối với quý vị ở trên Banh Thoát này, đối với quý vị á, thì chúng tôi mới chia sẻ, chứ những người đó mình chia sẻ nó mệt lắm quý vị, người ta không có hiểu nha, người ta không có hiểu quý vị. Thì ở đây chúng tôi nói cái điều này thì thật sự ra đó, chúng tôi có được một cái duyên lành đó, là ở gần các vị mà trưởng lão, các vị ở trên, cũng có nhiều vị ở trên Banh Thoát này nhiều rồi, nhiều năm rồi, thành ra đó là coi như là bị những cái chuyện này là bị chuyện thường, bị đụng những cái chuyện này nó rất là bình thường, và thành ra đó mình học được cái kinh nghiệm của vị đó. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi nói thiệt với quý vị, đối với thuyết giảng trên Banh Thoát này, càng ngày chúng tôi rất là càng hoan hỷ. Tại vì quý vị ngồi ở trên Banh Thoát này, quý vị ngồi quý vị nghe cũng được, quý vị đi kinh hành quý vị nghe cũng được, mà thậm chí thật sự ra quý vị ngồi mốt đằng xa quý vị nghe cũng được. Thành ra nó rất là tiện lợi, rất là nhiều. Chúng tôi biết nhiều khi có những người người ta ngồi trong pháp hội người ta mỏi lưng quá mà người ta cũng dám nhúng nhích, mà giờ người ta ho người ta cũng dám ho nữa, người ta sợ làm phiền cái người ngồi kế bên mình đang nghe pháp. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là ở trên Banh Thoát này mình là một cái truyền thông, mình truyền tải cái lời của Đức Phật dạy, nó sẽ được đến rất là nhiều người. Tuy rằng nhìn ở trong lớp học này thì mình biết có mười mấy người, nhưng mà sau này người ta muốn vô, người ta muốn nghe, hoặc là người ta muốn nghe nói là các vị sư với các Phật tử người ta sinh hoạt trên đây sao, lần nào mà người ta rảnh người ta lên người ta bấm người ta nghe đó, thì chúng tôi thấy rằng đa phần là người ta hoan hỷ. Có nhiều người người ta nói không biết làm sao mà mẹ tôi hoặc là vợ tôi hoặc là chị tôi tối ngày tới cái giờ này là lỡ ngay chỗ cái điện thoại, lỡ ngay chỗ cái laptop đó, không biết làm gì trong đó. Nhưng mà những lần người ta vào rồi người ta nghe thì những lần đó người ta đều có cái sự quan hỷ. Thành ra chúng tôi thật sự ra thì chúng tôi rất là thích, càng ngày rất là càng thích thuyết giảng ở trên cái Banh Thoát hoặc là ở trên cái mạng Facebook cũng vậy, những cái mạng internet nó có cái sự truyền tin nó rộng rãi đó. Vậy thì trở lại với cái đề tài mà chúng tôi đang trình bày đến quý vị, thì đối với cái giới cấm sai lạc thì chúng ta thấy rằng là những cái ai mà kêu quý vị làm cái nghi thức gì đó, mà làm cái nghi thức gì mà nó không có liên hệ đến cái sự tu tập, không có liên hệ đến cái sự giải thoát, thì những cái nghi thức đó là nó rơi vào cái giới cấm sai lạc đó. Vậy thì cái giới cấm sai lạc này chúng ta chỉ cần nhớ là tâm sở tạc kiến có ở trong bốn tâm tham hợp tạc. Chúng ta nói đi nói lại, nói nhiều nói ít, nói cái gì thì nói, nhưng mà hãy mà nói về giới cấm sai lạc, giới cấm sai lạc hoặc là giới cấm truyền thì chúng ta biết nó nằm ở đâu. Đó là sở hữu tà kiến nằm sanh. Quý vị biết không, hồi đó chúng tôi học mà chúng tôi bị la từ chúc mà quý vị biết rằng chúng tôi không bao giờ buồn. Có nghĩa là ví dụ như mà nói giới cấm sai lạc chi pháp là sở hữu tà kiến nằm ở trong bốn tâm tham hợp tà, nói vậy cũng bị la. Nói vậy cũng bị la nữa, là quý vị biết bị la sao không? Đối với vì diệu pháp mình học mình biết là tâm nó sanh diệt từng sát na, thì không có thể nào mà mình dùng cái chữ là nằm ở trong bốn tâm tham hợp tà hết đó.
Có ở trong bốn tâm tham hợp tào, các lúc đó chúng tôi học các ngài cũng không chịu. À, các ngài nói đó là giới cấm sa lạc chi pháp sở tà kiến sanh trong bốn tâm tham hợp tà. Quý vị biết trò sanh ở trong bốn tâm tham hợp tà. Bởi vậy quý vị biết hồi lúc mà chúng tôi học á, hãy mà lên làm lên bảng mà làm bài đó, mà mình cứ nghĩ ô cái này dễ quá chừng, lên là bị sai liền. À, lên là bị sai liền. Còn á, mà hãy mà mình thấy à cái câu này khó nha, nó bắt đầu chúng tôi phải tìm hiểu coi kỹ đàng hoàng mới làm bài á, thì coi như là nó còn đạt được điểm cao một chút đỉnh. Còn mà thí dụ như mình cứ cho cái câu đó dễ là lên là quý vị biết là coi như là bị trừ điểm. Mà nhiều khi á, quý vị biết rằng bị la, mà bị lúc đó chúng tôi bị la mà giống như mình nói một cách giống như là bị bắt bẻ, bị bắt bẻ nha. Thành ra đó, nhưng mà nhờ như vậy mà lúc đó chúng tôi cũng không có cảm thấy chúng tôi buồn quý vị, không không có cảm thấy mình buồn. Mà mình sau này thì mình thấy rằng khi mà nói về những cái điều này, cái mình nhớ lại ngày xưa mình học là mình bị la ngay chỗ này, thành ra mình không có sai nữa, không có bị sai nữa. Kế tiếp á, kế tiếp á là nói về tham dục chối buộc. Tham dục chối buộc, tham dục chối buộc á, ca mắt chân đá sáng, tham dục chối buộc hay là tham dục trì, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái sự đắm nhiễm. Dạ đúng rồi, chỉnh chu từng từ. Tham dục chối buộc á, là cái sự đắm nhiễm. Mình nghe cái chữ đắm nhiễm mà mình biết rồi, đắm nhiễm là mình biết rồi, có thể mà dẫn đến nhiều khi là dẫn đến tử vong luôn đó. Dẫn đến tử vong luôn á quý vị, thấy nhiều lắm quý vị. Quý vị thấy ngày xưa ở trong thờ Đức Phật có rất là nhiều cái trường hợp, rất nhiều cái trường hợp là coi như là các vị tỳ khu bị đắm nhiễm với các dục đó. Ví dụ như điển hình như trường hợp mà một cái vị tỳ khu đó khi mà đang tu tập vậy đó, rồi đi lên xin Đức Phật, xin bạch Đức Thế Tôn cho con được hoàn tục, mà con không có tu nữa đâu. Đức Phật hỏi như sao? Đức Phật nói rằng, Đức Phật hỏi cái vị đó mới bạch Đức Thế Tôn: bây giờ con thương cái người phụ nữ đó quá, con không thể nào mà con tiếp tục với cái đời sống mộng hạnh này. Đức Phật nói rồi, được rồi, thôi để Như Lai kể cho ngươi nghe. Thì Đức Phật đã thuyết lại ở trong cái dòng sanh tử, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này á, là cái người phụ nữ này á là hại ngươi chết nhiều lần, hại ngươi chết nhiều lần lắm, hại ngươi chết nhiều lần lắm. Thành ra đó, khi mà kể xong những cái câu chuyện tiền thân, cái vị đó bạch Đức Thế Tôn cho con rút lại, rút lại cái lời nói đó, cái lời nói đó, cái lời mà xin hoàn tục đó đó. Hoặc là quý vị thấy á, ngay cả những cái vị mà chứng thiền cũng vậy, những cái vị mà chứng thiền cũng còn bị cái sự mà tham đắm trong các cảnh, dù là cảnh nào. Quý vị thấy không, 500 vị đó tu tập đắc được ngũ thiền, có thần thông luôn đó, nhưng mà 500 vị đó là coi như là tưởng rằng là mình chứng đạt được, đoạn trừ được lậu hoặc rồi. Thành ra muốn về để mà phe với Đức Phật, muốn về mà để mà phe với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài quán xét, ngài thấy rồi, 500 vị này ngài biết rồi, đọc được tư tưởng của các vị này hết. Thành ra lúc đó ngài kia, Đức Phật kêu ngài Ananda mời 500 vị tỳ khu đó, mời 500 vị tỳ khu đó là coi như là đi qua ở trong nghĩa địa đó, ngồi chờ Như Lai, ngồi đợi Như Lai đi, đợi Như Lai đó. Thì khi mà bước vào trong nghĩa địa đó, mới đầu thì gặp những cái xác mà nó, những cái thi thể mà chết mà người ta quăng ở đó đó, lâu ngày rồi, lâu ngày rồi nó sình, nó thối lên,
Thành ra mấy vị này khó chịu, bực, khó chịu, thành ra mới tìm qua cái chỗ khác đứng. Khi mà tìm qua chỗ khác đứng thì thấy có cái thi thể, có vài cái thi thể của cái người khác phái mới chết, mới chết, người ta mới bỏ ra đó. Thành ra trên da nó còn mịn màng, nó còn trắng hồng. Thành ra các cái vị tỳ khu nhìn ra cái trạng thái đó, nhìn ra cái trạng thái đó thì nhìn ra cái trạng thái đó nên lúc đó Đức Phật ngài dùng thần thông ngài thị hiện ra để ngài thuyết giảng cho các vị tỳ khu nghe, thì các vị mới thấy rằng là mình tham còn, sân còn. Thành ra sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng thì mới chứng đắc được đạo quả A La Hán. Chứ trước đó thì quý vị thấy rằng chưa có chứng đắc. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, ở đây chúng tôi nói rằng á, những vị tùy khu thờ Đức Phật, những quý vị thấy rằng hữu duyên đến cỡ nào, hữu duyên đến cỡ nào, nhưng mà vẫn còn vẫn còn bị cái tham nó trói buộc. Cái điều này á, chừng nào á mà nhiều đời đa tham mới thành nghiệp, Phật tử xứ Mai. Nhiều đời đa tham mới là cái nghiệp, cái nghiệp tham, cái nghiệp tham ái á. Còn á, là do mình cái lúc đó mà mình bị ảnh hưởng, cũng như cái vị tỳ khu đó bị ảnh hưởng á, là do cái vị đó không có thu thúc được, không có thu thúc được, hoặc là do cái niệm của mình nó yếu, vân vân. Nói chung là nó do cái những cái điều kiện ở ngay trong hiện tại đó, những cái điều kiện ngay trong hiện tại đó, hoặc là đối với các vị tỳ khu, 500 vị tỳ khu này á, thì là do chưa có chứng đắc được, chưa có đoạn trừ được đạo quả, thành ra đó vẫn còn bị chi phối. Khi nào mà xả thiền không có cái năng lực của định đó, thì coi như là bị các cảnh chi phối thôi. Thành ra chúng ta thấy nhé, đối với ở trong cái cuộc tu này đó, mình có học được những cái điều này đó, thì mình mới nhìn ra được, mình mới nhìn ra được. Chúng tôi nhớ chúng tôi nhớ ngày xưa mà chúng tôi chưa có được qua cái Phật giáo Nguyên Thủy này nè. Chúng tôi còn ở bên một cái chùa, một cái tôn giáo bạn, chúng tôi ở trong đó, đó. Cái lần đó, đó quý vị biết không, có cái sư cô đó, tự nhiên lên nói với ông thầy đó, đó. Nói với ông thầy mà coi như là ông thầy mà coi như là quản chúng, coi chúng ở trong cái chùa đó. Cái sư cô đó lên nói: bạch thầy, con giờ con hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi. Thì quý vị biết á, cái ông thầy nó không cũng rắn mắt lắm, phải nói rằng ông rắn mắt lắm, rắn mắt. Chúng tôi đó giờ chúng tôi chưa thấy. Cái cô đó cũng vừa nói dứt lời cái ông thầy nó phun nước miếng vô mặt cô đó con gái quý vị. Rồi xong quý vị biết không, cô đó cũng nóng phừng phừng lên, cũng nói là tại sao mà thầy là cái người tu lâu năm mà thầy làm như vậy, thầy làm cái làm thầy có cái hành động bỉ ổi gì. Trời ơi, chúng tôi nói hả quý vị, cái cô đó cô chữ cái ông thầy nó quá chừng. Lúc đó chúng tôi là cái người mà pha trà ở trong đó, thành ra chúng tôi chứng kiến cái điều đó. Thì quý vị biết không, thật sự cái sau này khi mà qua Phật giáo Nguyên Thủy cũng có gặp nhiều người, cũng có gặp một số người cũng đi lên nói với các vị trưởng lão: bạch sư, giờ con hết tham hết sân rồi. Cái vị trưởng lão nó không có nói gì hết, cái vị trưởng lão đưa phất tay: rồi hết rồi, hết tham hết sân rồi, thôi về tu tiếp, đi về cốc đi, về cốc đi. Chứ các vị, quý vị biết rằng các vị hình như là không có những cái hành động đó. Chúng tôi gặp rất là nhiều, có rất là nhiều cái vị trưởng lão tối ngày cứ phải tiếp xúc với những người đó, cứ lên bạch ngài: còn giờ hết tham rồi, giờ hết sân rồi. Thành ra đó, khi mà chúng ta có học những cái, chúng ta có biết được những cái câu chuyện ngày xưa ở trong thời Đức Phật, thì quý vị thấy rằng những cái vị đó tu tập nghiêm ngặt như thế nào, phước báo ba la mật đầy đủ như thế nào,
mà còn nhiều khi mà còn bị lầm tưởng là mình đã chứng đắc nữa, thì cái thờ đó như vậy thì hú hồ gì trong thờ nát. Thành ra chúng ta nhìn như vậy đó, là chúng ta phải nhìn ở trong kinh điển, rồi chúng ta nhìn ra ở trong cái thời nay, thì chúng ta mới có cái sự thông cảm. Khi mà mình thông cảm rồi, thôi kệ, bây giờ ai nói như vậy người ta chứng đắc cũng kệ, mình hơi đâu mình cãi, hơi đâu mình cãi chi, hơi đâu mà mình nói như vậy, thôi mình chỉ quay lại với cái đề mục của mình. Mình chỉ quay lại với cái công việc của mình là nó tốt hơn, là nó tốt hơn, thì từ từ người ta sẽ nhận ra thôi. Từ từ người ta sẽ nhận ra thôi, chứ đừng có đừng có chữ hoặc là đừng có la người ta đó. Thì trở lại với cái tham dục trói buộc này á, thì trở lại cái chi pháp này đó, thì quý vị thấy rằng á, là coi như là khi mà mình bị đắm nhiễm, bây giờ quý vị đắm nhiễm ở trong cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh nào cũng gọi là bị tham dục đó nha quý vị. Chứ không phải là ở đây, không phải là chỉ cho cái chuyện mà tình dục không, không có chỉ cho cái chuyện đó không, mà tất cả các cảnh. Bây giờ mà quý vị thấy mà coi như là mình dính mắt những cái giọng ca đi. Quý vị thấy ngày xưa không? Ngày xưa cái thờ gì? Thật sự là quý vị biết ngày xưa do chúng tôi cũng có một cái thời gian, cũng chở những cái người mà cũng như là giống như mình chạy xem đá ôm vậy đó, giống như chạy xem đá ôm á, chở mấy người ta đi đi coi những cái ca nghệ sĩ đó, ca nghệ sĩ, ca cải lương á. Quý vị biết có nhiều người á, là coi như là người ta buôn bán cả ngày rất là cực quý vị, rất là cực. Nhưng mà khi mà nghe nói có cái gì đó Minh Dương hay là Minh Vương Lệ Thủy gì đó, Kim Tử Long gì đó, là quý vị biết không, trời, từ ở Biên Hòa mà quý vị biết á, mà dám mướn một chiếc xe ông ta ôm vậy đó, mà cách đây quý vị biết 25 năm rồi, 25, 30 năm rồi, mà dám mướn chiếc xe ôm gì đó, rồi phải đưa cho xem ở cái người mà chạy xem đôm á, tiền ăn rồi tiền uống nữa quý vị, rồi xong rồi chạy lên trên Sài Gòn á, coi là quý vị biết là coi là đến 10 giờ 11 giờ mới giảng tuồng, rồi đi về tới Biên Hòa thì quý vị biết rằng là coi như là mất một tiếng rưỡi nữa, là coi như là 12 giờ rưỡi, rồi phía mai phải dậy buôn bán nữa quý vị. Đó thì quý vị thấy rằng nếu mà hỏi mà không đắm nhiễm sao mà bỏ tiền bỏ sức ra được như đó, bỏ tiền bỏ sức được như đó đó. Hoặc là quý vị thấy ai mà ở Việt Nam thời xưa đó, quý vị thấy không đó, mướn phim kiếm hiệp coi mà quý vị thấy là coi coi như là bỏ ăn bỏ ngủ bỏ luôn công việc luôn đó. Thành ra đối với cái sự tham dục trói buộc này nè, tất cả chúng ta còn phàm phu chưa chứng đắc được đạo quả A La Hán là chúng ta đều còn hết, chứ đừng có nói là tôi như thế thế kia không. Nhưng mà do chúng ta có cái sự tu tập, đó thì sao quý vị, chúng ta còn cái tham mà nó tham hợp pháp. Chúng ta còn cái tham mà cái tham hợp pháp quý vị, có nghĩa là bây giờ á, cái tham hợp pháp á, và cái tham mà không hợp pháp là như thế nào. Tham không hợp pháp á, rồi mình thấy người ta có cái gì đó nha, Tết năm nay thấy người ta trưng lan trong chùa đẹp, hay là nhà kế bên trưng lan ở đằng trước, trưng cái chậu bông đằng trước á, rồi bắt đầu đó đầu năm mình ginh cái này, mình trinh cái này về đi, về nhà mình để cho nó có cái lộc đầu năm. Vừa tà kiến mà vừa tham. Cái điều này rất là khổ quý vị,
Chúng tôi gặp cái này rất là nhiều đó, trong những cái nhất là cái rằm tháng giêng đó, rằm tháng giêng đó, quý vị biết rằng là coi như là họ mà đi đến chùa mình bỏ mình để cái cây gì cái chậu gì đó, họ bẻ hết là họ lấy cái lộc đầu năm. Nhưng mà cái điều đó đó quý vị biết không, quý vị biết rất là mình mang nghiệp rất là nặng nha quý vị, mình trộm mê tín nhà. Cái điều đó đó mình vô chùa mình lấy đồ ở trong chùa đó rồi mình về mình nói là cái lộc đầu năm đó, trời ơi, chúng tôi nói thường thường là mình lấy ví dụ như cá nhân của cô A cô B thì coi như đó là mình cũng mang nghiệp, mình mang cái nghiệp mình mang tội đó. Nhưng mà đối với cái cá nhân đó là đá nhân cái cá nhân đó thì ví dụ như là cho cái hành động đó nó cho quả mình, thí dụ đi nó cho quả mình 50 kiếp đi, 50 kiếp đi. Nhưng mà khi mà mình lấy trộm của tăng thì của Tam Bảo thì quý vị thấy rằng cái nghiệp đó mình trả không hết, mình trả không hết. Thành ra cũng như trong những cái ngày qua đó chúng tôi có dẫn Phật tử mà người ta đi làm phước đó, ở cái chùa này chùa kia thì người ta cũng hỏi chúng tôi là hỏi để mà người ta hiểu biết thôi, tại vì người ta có cái sự hoài nghi, người ta nói rằng người ta dâng tiền cúng dường vô ở trong chùa đó để trai tăng ở cái ngày rằm tháng giêng hoặc là cái ngày rằm tháng hai vân vân. Bây giờ đưa như vậy rồi mình đi về rồi ở chùa mà người ta không làm, cái vị đó thí dụ như thí dụ người ta nói thí dụ cái vị đó không làm rồi vậy thì cái vị đó như thế nào, thì chúng tôi mới nói rằng là khi mà mình cúng dường mình đã tác bạch rồi, bạch đại đức con xin được cúng dường một ngày ăn vào cái ngày rằm tháng giêng, bạch đại đức con xin cúng dường một cái ngày ăn vào ngày 28 tháng giêng vân vân, mong đại đức quan hỷ chứng minh và thọ nhận dùm con, dành chúng con không có không có cái dịp đi đến. Rồi cái vị đó xa thú sư nhận cái phần này để ngày hôm đó sư làm. Thì cái vị đó thí dụ như là không làm thì cái vị đó mang nghiệp thôi. Còn cái chuyện mà mình đã tác bạch rồi, mình đã tác bạch rồi, người ta đã nhận rồi, cái tịnh tài nó đã trao qua tay rồi là coi như là xong. Xong là mình có phước, mình có phước của mình chứ, chứ đâu có gì đâu mà mình phải lo ngại. Cái người đó người ta mới hỏi chúng tôi gì thì cái vị đó mà quên sao, quên thì mình nhắc người ta làm lỡ thôi, ngày nay, ngày đó người ta làm không được thì ngày mai hoặc là ngày mốt người ta làm thôi, không có sao hết, không có gì hết. Thật sự ra là do người ta quên thôi chứ không phải là người ta có một cái ý tưởng xấu gì đó. Thành ra sẵn cái dịp này chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe, quý vị đã tác bạch rồi, quý vị đã đồng ý nhận rồi xong là coi như là mình đã có phước rồi. Còn quý vị đó mà người ta không làm thì người ta ráng người ta chịu thôi chứ sao bây giờ đó. Thành ra trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói thì tất cả chúng ta chưa có thoát khỏi tham, chưa có đoạn trừ được tham. Chúng ta chưa có đoạn trừ, nhưng do nhờ cái công đức của chúng ta nghe pháp, là chúng ta tu học, là rồi tàm quý nó sanh lên thì chúng ta vẫn tham. Thí dụ như bây giờ mà có lễ hội gì đó sắp sửa mà tới rằm tháng giêng rằm tháng tư gì đó, mình thích một cái bộ đồ đó để mà mình đi chùa mình cảm thấy nó thích hợp nó đẹp rồi, mình để dành tiền, để dành tiền lúc đó đủ tiền mình mua một cái bộ đồ đó mình mặc, thì cái đó thật sự ra nó tham cái mình, nó mình bị dính mắc, dính mắc với y phục, dính mắc với y phục. Thành ra nhưng mà do công đức do công sức của mình đã mình mua, hoặc là ngay cả người vợ xin người chồng tiền cũng không sao, hoặc là người con xin người mẹ hoặc là người mẹ xin người con cũng được, miễn sao ta nói xin vậy thì sao, xin chứ đâu phải ăn trộm, xin chứ đâu phải mà lừa gạt gì đâu,
vì người ta đồng ý thì người ta cho, không đồng ý thì thôi. Đó, thành ra đó chúng tôi nói rằng là khi mà mình đó, do nhờ cái năng lực mình tu tập, mình không có chứng đắc thiền định gì hết đó, nhưng mà nhờ mình tu học mình ghê, mình có sự mà xấu hổ và ghê sợ với tội lỗi, thành ra đó là mình không dám trộm cắp của ai đó đó. Nhưng mà hỏi còn thích không, thích mặc đồ mới không, thích hay không thích, bây giờ mình thích nằm ở chăn im niệm ấm không đó, bây giờ tới mùa lạnh quá mình có mấy cái áo mà mấy cái áo len mà nó vừa đẹp ở vừa ấm, mình thích thích chứ quý vị. Giờ đến mùa hè sắp tới, mấy mốt tới mùa hè có mấy điều hòa để mà nghĩ, suy nghĩ đến đó là cảm. Tôi nói thật với quý vị nha, nhiều khi mình hành thiền á, là mình hành thiền á, được ở trong một cái chỗ hành thiền á, mà nó sạch sẽ, nó mát mẻ, thì tùy theo người, người có người thì người ta thích hợp với cái sự mát mẻ của cái máy lạnh, có người thì người ta thích hợp với cái sự mát mẻ của cái gió ngoài trời, cái gió tự nhiên, gió thiên nhiên. Thì chúng ta phải biết rằng là mỗi người, mỗi cái thể trạng con người nó khác nhau, nó khác nhau hết. Thành ra đó chúng ta thấy rằng người nào người ta thích hợp với cái gì thì kể người ta. Có nhiều người ta nói trời ơi, tu đòi hành thiện trong máy lạnh thì kể người ta. Quý vị ở trong 24.0 này rồi, không lẽ tự nhiên quý vị cứ kham khổ hoài, miễn sao mà mình đừng có dính mắt thôi. Còn cái chỗ mà giờ mình hành thiền thì nó thoáng, nó trống. Bây giờ mình trải thảm rồi nó trống, rồi nó có máy lạnh, máy điều hòa, nó điều hòa nhiệt độ trong đó, thì quý vị thấy rằng là nó sẽ làm nó sẽ làm cho cái thân của mình nó được cái sự mà khinh an, quý vị. Nhờ cái điều kiện, quý vị thấy không, quý vị thấy có những cái cảm thọ nó liên hệ với vật chất, có những cái cảm thọ nó liên hệ với vật chất. Dạ, quý vị nghe lại được chưa? Quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, dạ, bây giờ rồi. Vậy thì đắm nhiễm, thì cái này thì chúng tôi muốn nói về cái đời sống thường ngày của chúng ta ưa gặp những cái điều này. Thành ra chúng tôi phân tích cái chỗ này, chứ chi pháp đồ này kia đó, hoặc là trong các trần cảnh đó, thì chúng ta đã học rồi. Như thế nào cảnh sắc, những cái gì mà nó thuộc đối tượng của con mắt thì nó bị con mắt thấy, thì cái đó là cảnh sắc. Những cái điều đó chúng tôi đã trình bày rồi. Những cái âm thanh nào mà nó bị cái lỗ tai mình nghe được thì nó là cảnh thinh, thì mình đắm nhiễm trong những cái cảnh đó là bị tham dục nó trói buộc thôi. Đó, thành ra đó chúng tôi chỉ nói đến cái khía cạnh hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta quán xét lại mình còn tham. Nhưng mà tham nó hợp pháp thì nó cũng đỡ đỡ hơn cái chuyện mà tham mà nó vi pháp đó. Vậy thì tham dục trói buộc này á, chi pháp là tâm sở tham, sanh trong tám tâm tham đó. Chi pháp của tham dục trói buộc là tâm sở tham, sanh trong tám tâm tham đó. Rồi, vậy thì chúng tôi đã cố gắng thuyết giảng đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian rồi, với cái cổ họng của chúng tôi, cổ họng của chúng tôi cũng nói được ở chừng 40 phút thôi, 40 phút, 45 phút à. Dạ. Thành ra bây giờ chúng tôi xin được dứt lời. Một chút nữa đây chúng tôi phải chạy vào trong bệnh viện đi thăm sư trưởng. Hôm nay thì mấy đêm nay sư trưởng bị đau nhức đầu, mắt sưng là mà nó chảy nước mắt, vô rất là nhiều thuốc giảm đau mà cũng không được, là một chút nữa phải chạy vào bệnh viện. Dạ.
Mong quý vị cũng dâng cái phước này đến Hòa Thượng Nhất Chánh, để Hòa Thượng sớm gặp được cái thuốc tốt để mà thoát khỏi cái bệnh này, duy trì mạng sống được vài năm nữa. Nói gì chứ khi mà có các vị trưởng lão, tuy rằng còn nằm đó nhưng mà đời sống của chúng ta nó cũng được vững tâm lắm. Cũng cần có cái người cha, cái người cha trong nhà còn sống thì mình cũng còn có cái chỗ dựa, cái chỗ nương tựa. Dạ, bây giờ tất cả phước báo này chúng con xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, nhất là xin dâng cái phước này đến sư trưởng Hòa Thượng Nhất Chánh, mong ngài tốt để bệnh được thiền giả. Dạ, cũng xin chia phước này đến và cũng xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong mười muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vô trời, chư thiên tứ đại phương, các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp cùng với chúng sanh ba giới bốn loài, quan hỷ tòa lãnh đồng niệm nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đính sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa buddha na pavena sada sati pavantu te vato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa dhamma na pavena sada sati pavantu te vato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa sangha na pavena sada sati pavantu te. Tất cả phương báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng ca sử thảnh lễ thần đến người, cầu xin do quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì uy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tính nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loài thông thường, ngõn thai thấp quá khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiền tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cả thải chúng con tấn qua trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Nghe pháp sinh xuống mít.